Quá hay, thưa quý vị, ngọt ngào, tuyệt vời. Ủa mà chị đó hồi nãy đi đâu nữa rồi chị? Chị nào? Thì đó, cái chị hồi nãy đó. Hồi nãy chị làm lố quá. Chị đi được không? Không, đẹp bẹp cái chị bà ba, cho nên giờ chị áo dài chị đẹp bẹp lại chị. Đúng rồi, em nghe bảo là chị vô chị thay đồ nữa rồi. Ủa vậy hả? Ồ, mà công nhận nha, cứ mỗi lần gần hết bài là em thấy chị biến mất. Rồi cứ mỗi lần mà hát cái chị lại hiện ra. Mà hôm nay thước tha áo dài đúng như khán giả nhận xét là thích Cẩm Ly dịu dàng trong cái tà áo dài bước ra nè. Mà hồi nãy chị có nghe tụi em giới thiệu về cái phần dẫn không? Nó rất là xuất sắc chị, nó hồn vô luôn. Tụi em dẫn mà tụi em còn thấy ngượng về cái phần dẫn của tụi em nó hay đến mức như vậy luôn á chị. Ủa sao hay mà ngượng? Không phải, tại vì tụi em không bao giờ tụi em nghĩ là tụi em có thể xuất khẩu thành thơ đến như vậy. À vậy á hả? Thằng bé em nhà em giờ nó đang tính hỏi chị gì nè. Em hỏi tại vì em xuống mà em cãi với ảnh, em không có cam tâm. Em muốn hỏi chị Tư gì nè. Trong cái bài hát vừa rồi á, là anh nhạc sĩ á, ảnh viết là có trái ớt. Anh nhìn trái ớt, anh viết lên một bài hát. Có phải là anh nhìn trái ớt Sừng Trâu này không chị? Cái này đi hỏi cái ông tác giả, hỏi tôi thì sao tôi biết được. Em thưa chị, em có thể cảm nhận được qua cái lời hát của chị. Em thiết nghĩ người nhạc sĩ đó không phải viết về cái ớt Sừng Trâu đâu. Em cảm nhận là ảnh viết có một cái tâm trạng rất là phơi phới. Và lòng âm nhạc vào đó nó là một cái cảm thụ về âm nhạc. Cho nên em nghĩ là ảnh viết về cái quả ớt chuông này chị à. Không hề phải là cái quả ớt Sừng Trâu đó đâu. Cho nên là bây giờ Nhân là nữ ca sĩ thể hiện ca khúc đó, chị cho em biết là anh viết về quả ớt nào. Nói nghe nè. Không biết ông viết về cái ớt nào, nói chung là cây ớt thôi. Cái ớt nó có màu xanh và màu đỏ, ok ha. Ủa sao trái này màu vàng chị? Đó, bởi trong bài hát ớt xanh ớt đỏ, ớt xanh ớt đỏ em để dành tặng anh. Ớt vàng thì chưa thấy. Thứ hai nữa. Em đang ở nhà em đang trồng cây ớt. Cái ớt này là trong cái vườn nhà chị đúng không? Không, bây giờ em mới trồng. Nhưng mà nhà em có trồng ớt Sừng Trâu và ớt Hiểm. Nhưng em chưa có trồng ớt này. Cho nên em không biết. Em thiết nghĩ là nhạc sĩ họ luôn có tư tưởng rất là phóng khoáng. Mình nên trồng những thứ to to để có thể mốt ví dụ làm bò lúc lắc, mình có thể sử dụng ớt này chẳng hạn. Không, mình ăn món ta, mình không ăn món Tây cho nên không thèm ớt chuông. Dạ rồi, cảm ơn chị. Thưa quý vị, qua cái phần chia sẻ của nữ ca sĩ Cẩm Ly, em thiết nghĩ chị mặc một bộ đồ có dụng ý. Đây là biết sự sao? Kết hợp giữa ớt này nó không có cay nha. Ớt này nó không có cay nha quý vị. Ớt này chỉ làm màu mè thôi và làm trang trí cho cái dĩa đồ ăn của mình nó thêm tươi đẹp thôi. Đúng ớt rồi. Này giờ ớt Hiểm nó mới cay. Dạ. Chị Tư, chị đúng trái ớt nha chị. Đây, em là em tính em hiền khô rồi em vậy hả? Dạ vâng. Đây chứ ớt ớt cay nè, ghen lắm. Nghe nói ớt này là ghen lắm á chị. Không, ớt Sừng Trâu thì thường thường nó cũng không có cay bằng ớt Hiểm. Đó, Hiểm. Cho nên chúng ta thường hay nói cái câu là nhỏ nhưng có vỏ, đúng không ạ? Và bây giờ thì khi mà chị thể hiện cái ca khúc mà mashup hai cái bài là gọi tên, còn mãi gọi tên và Gió Lên như thế này. Cái ý tưởng vì sao lại mình lại kết hợp hai ca khúc này trong cái phần thể hiện? Lần đầu em nghe luôn đó, mặc dù là trước đây em đã nghe chị thể hiện rất là riêng lẻ rồi. Nó có một cái điều gì đó đặc biệt hay không? Chị có thể chia sẻ cho mọi người không ạ? Lý nghĩ trước mắt là mình thấy nó lạ. Tới giờ mình đang mặc một cái đầm ha. Xong cái mình đang hát một cái bài nhạc trẻ. Bất ngờ mình chuyển qua một bài dân ca. Nó với một tà áo dài, Lý nghĩ cái trước mắt là mình thấy nó lạ rồi. Nó lạ hơn bình thường, ví dụ mặc một cái đầm hoặc một cái áo bà ba hoặc một cái áo dài ha. Nên mình mashup như thế thì nghe nó hấp dẫn mà nó lạ hơn và nó có thể coi như là chiều lòng được cả hai khán giả khác nhau luôn, cho nên là Lê nghĩ nó rất là hay. Nhưng mà nếu mà muốn để làm một bài nhạc trẻ và một bài dân ca mà mình mashup với nhau như vậy thì nó không phải đơn giản, nó phải là về tông bài hát rồi về những cái mà nó link vào nhau, cái cốt truyện hay là cái gì đó, nó rất là nhiều thứ để mà mình có thể khi mà mình nối lại với nhau nó phải có cái sự liền lạc thì mình mới không thấy nó bị như là riêng biệt mỗi bài khác nhau. Thì cái đó là cả một vấn đề, thì cũng phải cái đó thì dựa vào cái ông ở trên kia kìa. Đó, cái ông trên kia. Vâng, và chính vì vậy chúng tôi thấy là đây là một cái sự sắp xếp có tính toán nhưng lại rất là hợp lý và thông minh của nhạc sĩ Minh Vi khi mà mashup hai ca khúc này mà quý vị thấy là nó rất là ăn ý với nhau. Và em rất cảm ơn chị Cẩm Ly đã làm cái bài này nó trở nên nó rất là đặc biệt như vậy, đặc biệt là với phần thể hiện của chị em sinh đôi của chị giống như hai giọt nước luôn á chị.
Không, chị nhìn qua chị nhìn lại chị thấy Khang với là Tính cũng giống hai anh em sinh đôi lắm á. Hai anh em sinh đôi. Vâng, nhưng mà sinh là khác thời gian với khác thời điểm chị ạ. Với lại ngắt khúc nó không đều chị ha. Sinh đôi ra đúng là vô đúng mấy sáu ngắt một cái để lại em là ngon rồi. Tự nhiên để ra cái mét bảy mấy mét tám cái ngắt cái khúc này còn có mét bốn mấy năm mấy à. Nhưng mà yên tâm đừng có sợ, càng nhỏ con càng trẻ lâu. Nhưng mà em yên tâm đừng lo, em giống như là trái ức hiểm vậy đó. Còn anh giống như trái ức chuông. Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều. Một tràng pháo tay cho nữ ca sĩ Cẩm Ly. Giấc ngủ chìm trong cơn mơ, cánh bóng